Lão Trư xin chào tất cả các bạn nhé. Chào mừng các bạn đến với Cơm Ngụ Không Hà Nội. Và hôm nay thì đây các bạn có thể thấy đây là một bộ chư bát giới. Đó, bộ này là loại rẻ nha các bạn nhé. Bụng này nó là bụng xốp. Như hôm trước mình có quay một clip đấy là bụng cao su. Thì đây là bụng xốp này. Nhìn cũng tương đối các bạn ạ. Đó, bụng này thì nó sẽ mềm và có vẻ nó hơi nhăn hơn một chút. Nhưng mà cũng được các bạn ạ. Tạm chấp nhận được. Đó, nó sẽ rẻ hơn bộ kia. Đó, đây là các bạn xem qua nhé. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng xem các bộ phận của cái bộ trang phục này. Để mình đã mặc vào rồi, đúng không? Đó, cái này các bác nào to béo thì mặc sẽ rất đẹp. À, quan trọng cái mặt nạ nó rất đẹp các bạn ạ. Đó. Thì như các bạn có thể thấy, trang phục sẽ có giày này, tất này, quần này, khăn này, bụng giả này, áo này, khăn cổ này, mặt nạ này và mũ. Đó. Đó, ok, để chúng ta sẽ cùng tháo hết ra xem nào. Đó, đây là mặt nạ. Ok. Đó. Đi mặc thì các bạn sẽ mặc quần trước này, đeo tất và đi giày này. Chúng ta sẽ buộc cái bụng này vào. Buộc như này các bạn nhé. Các bạn xem là sau này. Đó. Ta sẽ có những cái giày ở đây. Trên này. Như vậy. Đó. Thì đây chính là cái bụng bằng xốp. Đó. Xốp. Đây, sẽ đeo vào này. Nó sẽ buộc vào. Bạn có thể nhờ người buộc để cho nó dễ hơn nha. Đó. Nó tự buộc. Tiếp theo các bạn sẽ buộc hai cái dây này này vào đây. Đó. Thì chúng ta sẽ trùm cái phần áo này lên. Đó, thấy chưa? Trùm phần quần này lên. Ok. Rồi, đây là áo. Đó, đặt vào. Bát giới này thì nó cũng rất là dễ thôi. Bác nào to béo thì có thể không cần bụng giả thì nó vẫn rất đẹp. Đó. Sau đó các bạn sẽ buộc đai này. Buộc đai thì các bạn quấn qua này. Đó. Các bạn luồn ra đằng trước luôn này. Chưa? Buộc vào. Đây. Ok. Chúng ta sẽ buộc đến khăn. Khăn thì các bạn sẽ buộc làm sao để cho nó che được cái phần này. Đó, thấy chưa? Che được cái phần đường cổ này. Đó. Đó, nó sẽ nhìn này. Chúng ta sẽ đeo đến mặt nạ này. Đó. Đó, mặt nạ khá là đẹp đúng không? Rất đẹp các bạn ạ. Đây. Chụp cả đầu nhá. Cao su rất là dày. Đó, và đây vào buộc vào. Ok. À, thấy chưa? Đó, bụng khá là ok đấy các bạn. Đó, tuy nó là sốt nhưng cũng ok, rất đẹp. Rồi. Đây là bộ bát giới hoàn chỉnh. Quý vị có nhu cầu liên hệ với shop Tôm Không Hà Nội số điện thoại 0968 646 698.
chúng ta sẽ còn một cái cào nữa nhá. Các bạn lấy cào thì sẽ thêm một chút tiền, còn đâu không có cào thì chúng tôi sẽ giảm giá đi. Ok, đó là gì đây. Ok, còn quý vị muốn vụ cao su chúng tôi có nhé, chúng tôi sẽ kèm cái hình ảnh vụ cao su ở đằng sau clip cho các bạn xem. Ok, chào các bạn.